Xin hoan hoan kính chào quý vị đã đến với kênh Hiệp Bá Đạo. Sau đây mình xin làm một đề tài tiếp theo, đó là nói về cái phương pháp nghiên cứu lịch sử để truy tầm Giêsu thật. Giáo sư Donimit Rothschild là người Ái Nhĩ Lan, tu dòng Servite, chịu chức linh mục năm 1957. Sau đó ông được giáo hội cử đi học tại Viện Nghiên cứu Thánh Kinh ở Roma và học thêm về khảo cổ học tại Đại học Jerusalem. Sau 12 năm nghiên cứu lịch sử đạo Kitô, thấy rõ được những sự thật lịch sử đã bị che giấu bởi những huyền thoại và các thủ đoạn bịp bợm của Vatican, linh mục Rothschild đã cởi áo dòng viết sách, dạy đại học, thuyết trình trên các đài truyền thanh và truyền hình tại nhiều nước trên thế giới, với mục đích duy nhất là vạch ra cho mọi người thấy một phương pháp nghiên cứu lịch sử để tìm cho ra Chúa Giêsu thật với những chứng tích có thật trong lịch sử. Năm 1991, Rothschild cho ra đời tác phẩm đồ sộ tựa đề The Historicon Jesus. Cuốn sách này mau chóng được các nước Âu Mỹ đón nhận và trở thành cuốn sách đứng đầu danh sách bestseller năm 1991. Cuốn thứ hai của ông Jesus, A Revolutionary, đứng hàng đầu danh sách bestseller năm 1994. Nhiều độc giả từ khắp năm châu tới tấp gửi thư hỏi ông về đủ mọi vấn đề liên quan đến Giêsu. Ông đành phải viết cuốn Who is Jesus để trả lời chung cho độc giả. Harper Collins xuất bản năm 1996. Giáo sư Rothschild phân biệt hai Giêsu: Giêsu của niềm tin là đồ giả, chỉ có Giêsu lịch sử là Giêsu thật. Để truy tầm Giêsu thật, chúng ta phải có phương pháp nghiên cứu lịch sử. Phương pháp đó có thể tóm tắt như sau: 1. Nghiên cứu bối cảnh xã hội và văn hóa trong đó Giêsu sống. Bối cảnh đó là tổ chức xã hội Địa Trung Hải cách đây 2000 năm. Vào thời đó, xã hội Địa Trung Hải chỉ có hai giai cấp là giai cấp thượng lưu có học thống trị và giai cấp dân quê thất học bị trị, tuyệt đối không có giai cấp trung lưu. Giêsu không thuộc giai cấp thống trị, vì nếu thuộc giai cấp này thì dù Giêsu có can trọng tội cũng không bị đóng đinh. Khổ hình đóng đinh trên thập giá chỉ dành cho giai cấp bị trị mà thôi. Vậy Giêsu thật là một dân quê thất học. 2. Nghiên cứu các tài liệu lịch sử học chứ không phải là kinh thánh. Các tài liệu lịch sử đáng tin cậy là các sử liệu được thực hiện bởi các sử gia thuần túy, không liên hệ đến tôn giáo, đặc biệt là sử gia La Mã gốc Do Thái, Joseph Flood. 3. Đối chiếu các văn bản để phát hiện các điều mâu thuẫn, nhờ đó tìm ra được đâu là chuyện thật, đâu là chuyện phịa hoặc xuyên tạc. Đây là một công việc khó khăn, đòi hỏi người nghiên cứu phải kiên nhẫn và tỉ mỉ như một nhà khảo cổ hoặc nhà phân chất trong viện hóa học. Điều quan trọng hơn tất cả là tinh thần khách quan của một nhà sử học chân chính. Chỉ có một thành tâm duy nhất là tái tạo hình ảnh Giêsu một cách trung thực, đúng theo những điều đã xảy ra trong quá khứ. Giáo sư Rothschild đã hiến 40 năm của cuộc đời ông cho công việc tìm kiếm và phát họa lại hình ảnh của Giêsu thật. Tất nhiên, hình ảnh thật của Giêsu hoàn toàn khác với hình ảnh đã được mô tả trong Kinh Thánh.
vì nó chỉ đúng với bản chất thật của Ngài, chứ không thể phù hợp với lòng ngưỡng mộ của những kẻ tôn thờ Ngài. Nếu những điều viết sau đây có làm Phật ý những tín đồ đạo Kitô thì cũng chỉ là một điều ngoài ý muốn. Điều quý trọng nhất trên đời này là sự thật, chứ không phải là điều chúng ta muốn nó phải là sự thật. Sau đây là hai thí dụ điển hình về phương pháp nghiên cứu của giáo sư Rossan. A. Huyền thoại Giáng sinh. Mỗi lần đến mùa Noel, người ta hay bày hang đá với đèn ngôi sao, một máng cỏ, có Chúa Hài Đồng Giêsu, bà Maria quỳ gối chắp tay thờ lạy đứa con do mình mới đẻ ra. Ông Joseph có vẻ già nua, chống gậy đứng xa xa vì tự biết thân phận mình không có vinh dự được làm cha Thiên Chúa, nên đành chấp nhận cái địa vị thấp bé nhất trong gia đình thánh. Ngoài hang đá lấp ló, ba ông vua từ phương Đông đến để dâng cúng hương liệu và quà cáp cho vị Thiên Chúa giáng trần. Sát bên máng cỏ có mấy chú mục đồng với mấy con bò, cừu và lừa đang lo hà hơi nóng sưởi ấm cho Chúa trong đêm đông lạnh lẽo. Phía trên hang đá có mấy tấm hình thiên thần ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là hoạt cảnh Noel được pha trộn tổng hợp từ hai cuốn Tân Ước của Matthew và Luca, đầy ấp những hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Hai cuốn Tân Ước khác nhau của John và Mark thì chẳng nói gì về việc Giáng sinh của Chúa cả. Ta hãy so sánh song song những chuyện về Giáng sinh kể trong hai cuốn Tân Ước. Thiên thần hiện ra với Joseph báo tin vợ có mang. Ba vua theo sau là đi tìm Chúa Hài Đồng. Chúa sinh trong nhà. Ba vua kể cho Herod nghe về chuyện Chúa sinh ra, trên Herod ra lệnh giết các trẻ sơ sinh Do Thái. Joseph đưa vợ con trốn sang Ai Cập để tránh Herod sát hại, chỉ trở về Do Thái khi có lệnh của thiên thần. Sau đó Matthew quên luôn, không nói thánh gia trở về lại Do Thái khi nào. Thiên thần hiện ra với bà Mary, không nói tới ba vua, chỉ nói tới một đồng không có sao lạ. Chúa sinh trong máng cỏ ở hang núi, không nói tới Herod nhưng lại nói gia đình Chúa về Nazareth, vì có lệnh kiểm tra dân số toàn đế quốc, chuyện này không hề có. Sau khi sinh được 8 ngày, Mary và Joseph đưa Giêsu đến đền thờ Jerusalem chịu phép cắt bì, không trốn sang Ai Cập, không bị Herod săn bắt. Hai cuốn thánh kinh đều được coi là chân lý tuyệt đối. Vậy cuốn nào nói đúng, cuốn nào nói láo, hay cả hai đều phịa? Chẳng lẽ có hai chân lý trái ngược nhau? Vậy chân lý cuối cùng chỉ có thể là chuyện Giáng sinh của Chúa chỉ là chuyện tầm phào bá láp. Matthew luôn luôn dẫn chứng cho những điều ông viết là những điều được tiên tri trong Kinh Thánh Do Thái, tức Cựu Ước, cốt để chứng tỏ Giêsu là đấng Messi Kitô thật. Chẳng hạn khi viết về cuộc việc Chúa Giêsu Đức Mẹ Đồng Trinh được sinh ra, Matthew dẫn chứng lời tiên tri của Isaiah từ 800 năm trước. Nhưng khi tra cứu Cựu Ước thì thấy Isaiah dùng tiếng Hebrew, có nghĩa là trẻ chứ không hề có nghĩa đồng trinh. Vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, triết gia Hy Lạp Seleucus đã truy tầm lai lịch thật của Giêsu và đã phát hiện việc bà Maria bị lính La Mã hiếp dâm.
Theo triết gia Seulot thì thủ phạm hiếp dâm bà Maria là một người lính La Mã tên là Pantera. Do tên người lính này mà dân Hy Lạp đã chế ra chữ Parthenos để chế nhạo những người tin bà Maria đồng trinh. Thay vì gọi tên bà Maria là Đức Mẹ đồng trinh thì người Hy Lạp gọi Đức Mẹ là Parthenos Mother, nghĩa là Đức Mẹ bị tên lính Pantera cưỡng hiếp. Đồng thời cũng để chế giễu Matthew đã xuyên tạc chữ Almas trong Thánh Kinh. Luca viết Tân Ước sau Matthew cũng bắt chước dẫn chứng Kinh Thánh Cựu Ước. Matthew nói Chúa Giêsu được sinh ra trong căn nhà của gia đình Joseph tại Nazareth. Nhưng vì thấy Kinh Cựu Ước của tiên tri Micah nói Chúa Kitô sẽ sinh ra tại Bethlehem. Micah 5:2, nên Luca viết Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem trong một máng cò ở nơi hoang dã. Vậy phải bịa chuyện cho gia đình Joseph có lý do để đi từ Nazareth đến Bethlehem. Luca bịa chuyện như sau: vì có cuộc tổng kiểm tra dân số trong toàn đế quốc La Mã, do lệnh của hoàng đế Augustus nên gia đình thánh Joseph phải trở về quê quán tại Bethlehem, và Chúa Giêsu đã được sinh ra tại đó. Do cho đúng với lời tiên tri, các học giả nghiên cứu lịch sử La Mã và Do Thái không hề thấy một cuộc kiểm tra dân số nào như vậy. Chỉ có cuộc kiểm tra dân số tại địa phương Do Thái vào năm thứ 6 sau Công Nguyên, lúc đó Giêsu đã lên 10 tuổi. Cuộc kiểm tra này diễn ra tại chỗ, không một ai bị buộc phải trở về quê cũ. Luca thấy Cựu Ước có câu con bò, con lừa còn biết chủ của nó là ai. Thế mà nhiều người dân Do Thái không biết Luca vớ ngay lấy câu này và cho đó là lời tiên tri về việc Chúa hài đồng Giêsu nằm trong hang đá lạnh lẽo được bò lừa đến hà hơi sưởi ấm. Luca 2:2.8. Theo Matthew thì lúc Chúa sinh ra có một ngôi sao lạ dẫn đường cho ba vua phương Đông đến thờ kính Ngài. Thực ra chẳng có một ngôi sao lạ nào dành riêng cho sự sinh ra của Giêsu. Theo nghiên cứu của thiên văn học thì cứ tuần tự một chu kỳ 805 năm, ba hành tinh kim, hỏa, thổ sẽ cùng nằm trên đường thẳng với trái đất. Do đó, từ trái đất ta nhìn thấy ba hành tinh này như một hội tụ lại với nhau, tạo thành một điểm sáng lớn. Đặc biệt, nhà tiên tri văn học Johannes Kepler đã tính toán và xác định hiện tượng này xảy ra vào năm thứ 6 trước Công Nguyên, tức là thời gian sau Giêsu ra đời. Như vậy, năm 1994 là Giêsu có 2000 tuổi chẳng. Lịch sử Ba Tư đã ghi nhận sự kiện sau lạ nói trên và mô tả dư luận quần chúng thời đó rất xôn xao, vì nhiều người cho đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Matthew chụp lấy chuyện này cho vào chuyện của Giêsu biến sau lạ thành người dẫn đường cho ba vua đến nhà của gia đình Joseph tại Nazareth, chứ không phải là đến hang lừa tại Bethlehem. Dụng ý của Matthew và Luca muốn người đọc sách Tân Ước có cảm tưởng việc ra đời của Giêsu là một biến cố Giáng sinh của thần linh. Trong thần thoại cổ La Mã và Hy Lạp không thiếu gì những chuyện Giáng sinh thần thánh tương tự. Những chuyện phỉa như vậy thực sự chẳng có gì để trách hay đáng phải đem ra bàn luận. Điều khiển chúng ta phải đem ra bàn
vì người Kitô giáo muốn chiếm độc quyền cái Giáng sinh thần thánh ấy dành cho một mình Giê-xu. Tư tưởng độc quyền là nguyên nhân dẫn tạo Kitô đến những tội ác tày trời đối với nhân loại. Giáo sư Crossan viết không một tôn giáo nào có độc quyền thánh thiện, độc quyền thiêng liêng. Những tư tưởng độc quyền đó dẫn đến động lực phản bội, phạm tội diệt chủng. Độc đoán một chiều khi có nghĩa là buộc mọi người khác phải chết. B. Mối quan hệ giữa Giê-xu và John Bautista. Mối liên hệ giữa John Bautista và Giê-xu có tầm mức rất quan trọng. Trên thực tế, John là cậu họ của Giê-xu và hơn Giê-xu 6 tháng tuổi. John là người đã rửa tội cho Giê-xu để cải đạo từ phái Pharisee mang phái Essen. Tương tự như cái cải đạo từ Công giáo sang Tin lành ngày nay, Giê-xu là đồ đệ của John, tức ở vị thế thấp hơn. Do đó, các sách Tân Ước phải lật ngược lại để Giê-xu có vị thế cao hơn John. Chúng ta hãy so sánh Giê-xu. Giê-xu được sinh ra bởi bà mẹ đồng trinh trẻ tuổi. Tên Giê-xu do thiên thần Gabriel báo tin cho Joseph phải đặt theo lệnh của Đức Chúa Trời. Thầy cả lúc làm phép cắt bì cho chú bé 8 ngày tuổi đã biết trước công nghiệp cứu thế đứa bé sau này. John the Baptist, bà Elizabeth, Isabel và Noah, tương tự như cụ bà Sarah, vợ của Abraham, sinh ra Isaac. Tên John do cha mẹ đặt cho. Sự xuất hiện trước của John chỉ để dọn đường cho Chúa cứu thế. Giê-xu rao giảng những điều đã học được từ John sau 3 năm đi theo ông này học đạo. Sau khi John bị vua Herod giết, Giê-xu tiếp tục sự nghiệp của thầy mình. Trước đó Giê-xu chỉ là một kẻ hạ tiện thất học mà thôi. Cách các sách Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp đã dùng danh từ tê-tắc-co-tắc-ton để nói về việc nghề nghiệp của Giê-xu trước khi được John rửa tội. Tắc-ton là thứ thợ làm đủ việc tay chân và không có một nghề chuyên môn. Đó là nghề của loại dân hạ tiện. Theo sử sách Hy Lạp và Do Thái thì vào thời Giê-xu, 97% dân Do Thái thất học và sinh sống bằng nghề tắc ton, giống như Giê-xu vậy. Các sách giáo lý Kitô nói Giê-xu đã lập ra các phép bí tích, nhưng sự kiện Giê-xu được John rửa tội là một bằng cớ dùng hùng hồn chứng tỏ Giê-xu không phải là người lập ra phép tính bí tích này. Ngoài ra, giáo hội Kitô tỏ ra rất bối rối về lý do nào Giê-xu phải chịu phép rửa tội. Phải chăng Giê-xu cũng tự nhận mình là kẻ có tội như mọi người? Tại sao Giê-xu không trực tiếp xin Chúa Cha tha tội? Nếu Giê-xu tự biết mình là Thiên Chúa, tại sao lại phải chịu phép rửa? Sau khi kể chuyện Gioan rửa tội cho Giê-xu trên sông Giô-đan, chỉ cách trụ sở của giáo phái Essen ở Quang Ran 5 km, Mắc đã viết thêm: ở trên trời lúc đó có con chim bồ câu trắng hiện ra và có tiếng nói của Thiên Chúa: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Sách Tân Ước của Gioan viết Gioan là người làm chứng Giê-xu là con Thiên Chúa. Sử gia vô tư đáng tin cậy là Joseph Hood.
Ông là con một gia đình quý tộc Do Thái được gửi sang Roma du học nhiều năm và trở thành công dân La Mã. Bạn học với ông sau nhiều người làm tướng hoặc quan chức cao cấp của La Mã. Cuối đời ông trở về sống tại Jerusalem. Ông rất am tường tình hình chính trị và xã hội của cả hai phía La Mã và Do Thái. Về Gioan Bautista, ông ta viết Gioan là một tu sĩ giảng đạo rất hùng biện. Những bài giảng của Gioan thu hút đông đảo quần chúng, khiến số tín đồ của ông càng ngày càng đông, đến nỗi đã khiến cho vua Herod rất lo sợ. Nếu đám đông bị Gioan kích động sẽ trở thành một cuộc rối loạn chống La Mã và chính quyền bù nhìn Herod. Hậu quả tai hại sẽ không thể lường được, vì tới lúc đó muốn dẹp những nhưng cũng không thể được nữa. Do đó Gioan đã bị Herod ra lệnh bắt và chém đầu. Gioan rao giảng nước Chúa sắp đến, mọi người phải ăn năn và chuẩn bị sẵn sàng. Mục đích tối hậu của Gioan là lập ra một tập thể tín đồ đông đảo, tạo thành một mạng lưới rộng khắp Do Thái để được thực hiện một cuộc nổi dậy thần thánh đánh đuổi La Mã và lật đổ chính quyền bù nhìn Do Thái, tái lập nước Chúa theo mô hình Israel. Dưới thời các minh quân như David, Salomon, khi Giê-xu lập nhập giáo phái Essen của Gioan, Giê-xu thấy mạng lưới tín đồ của Gioan rất đông đảo và rộng khắp Do Thái. Giê-xu đã khen ngợi Gioan là một vị lãnh đạo cao cả. Sách Tân Ước của Matthew 11:2-11 và Luca 7:2-28 đều viết: không một ai được sinh ra bởi đàn bà có thể lớn hơn Gioan. Tất cả những điều Giê-xu rao giảng chẳng phải của chính Giê-xu mà là những điều Giê-xu học mót của thầy là Gioan Bautista. Giê-xu cũng không phải là người lập ra đạo Kitô. Giáo phái Essen của Gioan chính là niềm tiền thân của đạo này. Vậy các học giả Tây Phương gọi giáo phái Essen là đạo Kitô trước Giê-xu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vì cái bài này là cái bài phương pháp nghiên cứu chính thống được tập hợp để kiểm chứng nguồn gốc lịch sử sự thật của Giê-xu. Cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.